Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi làm chương trình cây cảnh nghệ thuật tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, tôi có đến thăm không gian vườn cảnh ông Thoại Mười, địa chỉ tại xã Tây Cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ. Vâng, chúng ta cùng nhau vào thăm quan không gian của khu vườn rất là đặc biệt. Cùng nhau đi khám phá những cái nét đẹp bonsai ở các tỉnh ở miền Trung Du và vùng núi thuộc tỉnh Phú Thọ. Và một cái đặc biệt hơn cả đó là tôi quan sát cái không gian chung tại vườn cảnh ông Thoại Mười có những cây dưới khá đẹp. Ngoài ra còn có những cây xanh, cây khế. Một nét chung là những cây với tuổi đời rất là cao rồi. Và qua số điện thoại của ông Thoại Mười ở trên màn hình, ở phút đầu và phút cuối dưới dòng chữ Thoại Mười, để chúng ta cùng nhau giao lưu. Các bạn yêu thích những cái tác phẩm mà hôm nay Đỗ Sinh gửi đến, chúng ta alo theo số điện thoại của ông Thoại Mười. Vâng, càng đi sâu vào phía trong, vườn cảnh ông Thoại Mười như trải rộng ra rất là nhiều tác phẩm, và có những tác phẩm chất lượng, giá trị nghệ thuật rất cao. Tôi dành vài phút ban đầu để chúng ta được tận hưởng cái không gian chung một vườn cảnh đặc biệt như thế này. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau giao lưu với ông Thoại Mười. Vâng, xin chào ông nhé. Chào anh Đỗ Sinh và xin chào tất cả các bạn chơi cây. Vườn cảnh nhà mình thì ông đã chơi cảnh bonsai nghệ thuật này bao nhiêu năm rồi? Từ bắt đầu chơi là từ năm 86. Năm 86. Như vậy là bây giờ là đi 30, gần 40 năm rồi. 1986. Vâng. Đã mua một cây 120.000 hồi đó. Lúc đó là có 120.000. 86 là vừa mới vẫn đang thời gian bao cấp đấy. Năm 85 đổi tiền xong rồi mới chuyển đổi đấy. Và phải nói là lúc đó ông đã có tiền trăm để mua cây cảnh rồi.
một lối người chơi cũng gọi là chúng ta có thể dùng từ là thâm niên. Nhìn vào vườn cảnh của ông tôi cũng hình dung ra một cái lối chơi riêng và đặc biệt nhất một cái thời gian lâu như vậy. Bởi vì đây là một vườn cảnh rất là phong phú đa dạng về chủng loại cây. Có những cây có những cái đậm những cái nét cổ. Ví dụ như cây vọng cách. Đấy. Tôi đi quay nhiều nơi rồi. Gặp rất nhiều cây vọng cách. Đây là một cây tầm trung thôi, dáng siêu. Nhưng mà là một cây mà có cái thân đế. Những cái nét cổ của một cây bonsai. Rất đẹp. Vâng, và đây là một cây tóc rất độc đáo. Những cây dưới, những cây khế với cái tuổi đời cũng là khá cao rồi, thân vỏ bạc trắng hết. Vâng, ông Thoại ơi, với cái diện tích không gian này của ông khoảng bao nhiêu mét vuông ông? Em ấy thì là sử dụng đã, hiện đang sử dụng là 2.700 mét vuông. Vâng, 2.700 mét vuông. Còn khu vực trên kia chưa không tính. Vâng, và đây là một số những cây mà có những cái đường nét của thân rất là kỳ quái đây. Đây là cây xanh này, chúng ta chuyển đến cây đa này. Đều là những cái cây mà có những cái nét thân rất là đặc biệt. Cây sung này. Vâng, thoạt nhìn tôi không nghĩ đây là cây sung. Và đây là một tác phẩm cây xanh cổng làng. Ông Thoại Mười đang xây dựng. Nhìn đến tác phẩm này tôi lại nhớ đến tác phẩm Hồn Quê của anh ông Hòa Taxi. Cố gắng tạo những cái rễ buông nhiều xuống để ôm lấy hai bên của cổng thành. Cổng làng rất đẹp. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta sẽ đi chi tiết một số những tác phẩm mà tôi giới thiệu. Vâng, xin lỗi các bạn, lúc nãy đi chỗ vào tôi nhìn tôi nhầm tưởng đây chính là cây sang chứ không phải cây cóc. Một cây sang mà theo ngụ ý của ông Thoại Mười trồng với một sợi trầu không từ dưới gốc bò lên ôm lấy chân đế của cây sang. Đó là ngụ ý là một tác phẩm sang dầu. Nhưng mà ông phải nhớ là đây là trầu không nhá, chứ không phải là dầu không. Đây là trầu TR. Còn chữ dầu có sang dầu của mình là dầu DI, dây dưới. Đấy, cũng là cái ý tưởng tốt nhưng mà ông nhầm về ngữ pháp. Không, nếu thêm một tí vôi vào, một tí quả cau này, vâng, miếng cau này và một tí thuốc lào và thành dầu. Không phải dầu. Không, ăn dầu. Trầu, ăn trầu. Ăn trầu TR. Chứ còn dầu có, dầu sang là DI, D dưới. Đấy, đấy là nhầm tưởng về ngữ pháp của ông Thoại Mười. Đỗ Sinh góp ý luôn đấy. Vâng. Nhưng mà dầu sao thì chúng ta cũng quan sát một cây sang. Rất là quái thân, rất đẹp. Chúng ta đọc cái sự tích trầu cau và vôi, đó là trầu chứ không phải là dầu cau và vôi. Và cây sang, cây vọng cách lúc nãy tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Rất đẹp. Các bạn yêu thích những cái tác phẩm ở đây thì cứ alo đến cho nhà vườn Thoại Mười theo số điện thoại trên màn hình.
Tôi đi lần lượt từ những cây ruối ở phía trong không gian cho ra đến mặt tiền đằng phía trước. Cây khế. Vâng, nhìn rất là trơ trọi nhưng mà sai quả. Vọng cách. Bệ vọng cách lớn quá, đẹp quá. Cây hoa giấy. Vâng, và đặc biệt ở đây tôi thấy có một cây khế dáng rất là quái lạ. Dàn bonsai mini. Cây lộc vừng. Chúng ta thấy ông Thoại Mười có một dàn, một rừng ruối. Cái gỗ này bằng gỗ gì anh ơi? À, lõi thọ à? Cái lõi thọ này là em mua được hai mảnh, tức là cách đây hơn 20 năm, để cứ để ngoài trời. Vâng, nó chịu nắng gió thế nhỉ? Đấy là vạt một cái nó vẫn tươi. À, thế kìa đấy. Vâng, đây một rừng ruối của anh ơi. Vâng, một cây xanh bám đá. Rất là già cây. Cây xanh ôm lục bình. Và đây là cây me. Thank you.
Và bây giờ chúng ta trở lại với sân phía trước. Những cái tác phẩm đặc biệt tại đây là những cây dưới khế dành cho các bạn. Một cái video thứ hai đến với vườn cảnh ông Thoại Mười. Tôi xin dừng cuốn thứ nhất tại đây để chúng ta chuyển tiếp sang một cuốn thứ hai nữa, chi tiết với những cái tác phẩm ở phía sân trước, chúng ta cùng nhau giao lưu. Và qua số điện thoại của ông Thoại Mười ở trên màn hình, dưới dòng chữ Thoại Mười ở phút đầu và phút cuối cuốn video.